Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các quý vị đồng nghiệp, theo được sự phân công ngày 21, tôi xin trình bày với chủ đề cập nhật những tiến bộ trong phẫu thuật điều trị ung thư phổi cho hội nghị năm nay. Chúng ta được biết rằng là đối với cho tới nay thì cái vai trò phẫu thuật trong vấn đề điều trị ung thư phổi nguyên phát đã được rõ ràng. Có hai nhóm, thì nhóm chúng ta chủ yếu gặp là đối có chỉ định phẫu thuật, đó là nhóm ung thư phổi không tế bào nhỏ, chiếm từ 80-85% các loại ung thư phổi nguyên phát của phổi. Đối với giai đoạn bệnh ở giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 là cái giai đoạn phẫu thuật. Thì kỹ thuật chung của phẫu thuật chúng ta đã thống nhất được rồi trên toàn thế giới, đó là có 3 kỹ thuật. Nhất là cắt thủy phổi có u, gọi là lobectomy, sau trường hợp chúng ta đã xác định được là trước mổ là ung thư phổi rồi. Còn nhóm thứ hai là chúng ta phẫu thuật, hai phẫu thuật còn lại là chúng ta sẽ wedge resection, nó chỉ dành cho trường hợp ung thư phổi giai đoạn sớm hoặc chưa rõ ràng là ung thư phổi trước mổ, thì người ta sẽ dùng kỹ thuật này để người ta cắt cái ung thư phổi đi, đúng không ạ? Giai đoạn rất sớm của ung thư phổi, giai đoạn kính mờ là GGO, hoặc giai đoạn sớm giai đoạn 1A thì có thể sử dụng hai cái cách này để điều trị đối với ung thư phổi. Nạo vét hạch trung thất là cái một cái thủ thuật bắt buộc trong điều trị ung thư phổi. Thế thì cũng có qua ba quan điểm điều trị nạo vét hạch trung thất. Có quan điểm cho rằng là nạo vét hạch một cái hệ thống, tất cả được ung thư phổi cái nào cũng nạo vét hạch sạch. Cái thứ hai là nạo vét hạch theo vùng u, ví dụ u thủy trên, u thủy dưới, u các thứ vùng này, giai đoạn u này, thì chúng ta sẽ nạo vào vét hạch tương ứng với cái u vùng đó và cái giai đoạn u đó. Thế rồi một cách nữa là đối với trường hợp mà ung thư phổi giai đoạn rất sớm, GGO hoặc là 1A ấy, thì người ta không nạo vét hệ thống, người ta chỉ lấy một cái mẫu hạch, nó gọi là sampling ở cái vùng mẫu hạch ở vùng 4, vùng 5 này đấy, để người ta lấy, người ta thử để đánh dấu ví dụ thôi, chứ không có lấy một cách hệ thống. Thế thì cái quan điểm lấy hạch này thì cũng rất là chưa, cũng không có cái nào mà thực sự là tuyệt đối ưu thế cả. Cái việc lấy hạch một cách hệ thống, tôi thấy rằng là thì chắc chắn là chúng ta sẽ nạo vét hạch, tuy nhiên là nó sẽ gây ra một số cái rắc rối trong vấn đề là chăm sóc sau mổ, tiết dịch rồi viêm kéo dài các thứ, và cái tỷ lệ mà sớm cũng như lâu dài mà anh đảm bảo, anh khẳng định cái việc anh lấy hạch như vậy kéo dài cuộc sống của bệnh nhân và tốt hơn cho người bệnh ấy, thì cũng không được hoàn toàn rõ ràng khác biệt có ý nghĩa thống kê so với hai cái nhóm còn lại. Chính vì vậy cho nên là cái quan điểm điều trị lấy hạch bây giờ cũng tùy theo các cái tác giả, nhưng nói chung đối với cái giai đoạn mà nhiều tác giả để ủng hộ cái lần nào bắt đầu cái hệ thống hơn đối với trường hợp ung thư phổi giai đoạn 2, giai đoạn 3. Về phương pháp tiếp cận đối với ung thư phổi cũng là rất đa dạng, có thể là vẫn là mở ngực truyền thống, ngực rộng, rồi mở ngực nhỏ có nội soi hỗ trợ, rồi tiến hành phẫu thuật nội soi lồng ngực. Lồng ngực có thể một lỗ, có thể nhiều lỗ, có thể hoàn toàn nội soi, tất cả nhìn đến màn hình camera, có thể không hoàn toàn, tức là vừa mổ bằng mắt thường vừa nhìn camera. Kích thước được dịch ra có thể là 3 phân, có thể là 8 phân, có thể 12 phân, vân vân. Rồi có bên ngực hỗ trợ, không có bên ngực hỗ trợ. Đấy là những cái mà rất nhiều cái quan điểm điều trị mà cũng tùy theo cái kinh nghiệm, tùy theo quan niệm, tùy theo điều kiện trên thiết bị mỗi nước, mỗi vùng, mỗi viện mà chúng ta sẽ áp dụng khác nhau. Gần đây nữa là phẫu thuật bằng robot. Robot là cái phương tiện phẫu thuật rất hiện đại, đầu tư rất lớn, tuy nhiên là nó cũng mang lại những lợi ích nhất định đối với phẫu thuật soi lồng ngực, trong đó có phẫu thuật điều trị ung thư phổi. Thế thì cái quy trình kỹ thuật nó đòi hỏi nó cũng phức tạp riêng, và các cái người mổ thì không ngồi cạnh vết mổ mà ngồi cách bàn mổ vài mét với cái máy mổ robot mình có thể điều khiển trên cái máy đó, và các cái dụng cụ phẫu thuật nội soi thì cũng hao hao giống một cái phẫu thuật nội soi lồng ngực toàn bộ với nhiều lỗ. Về cái việc điều trị phối hợp với phẫu thuật thì chúng ta vẫn kinh điển, chúng ta vẫn làm hóa trị và xạ trị đối với giai đoạn 2, giai đoạn 3 hoặc những bệnh nhân không thể phẫu thuật. Ngoài gần đây có thêm các cái liệu pháp đích rồi liệu pháp miễn dịch. Cái việc cắt toàn bộ phổi chỉ đặt ra đối với một số trường tình huống đặc biệt thôi, khi mà cái u nó ở nằm ở vùng rốn phổi, vì chúng ta cắt thủy phổi nó khó khăn, thì trường hợp đó nếu mà cái tình trạng phổi còn lại tốt, còn trạng bệnh nhân tốt thì chúng ta có thể xét cắt toàn bộ phổi cho bệnh nhân. Thế thì bên cạnh là mô tả kỹ thuật phổi để các bạn có thể tưởng tượng được. Cái hình đầu tiên này là cắt phổi hình chêm, cắt một phần phổi hình chêm. Đây là cắt phân thủy phổi, cắt đỉ đỉnh đấy. Cái này là cắt hẳn một thủy phổi, hẳn thủy phổi thì trên của phổi phải. Cái này là cắt hẳn ở bên phổi, đấy là cái phổi phải. Đấy là những cái hình ảnh minh họa ta hiểu các cái kỹ thuật cắt phổi. Về mặt kết quả phẫu thuật theo giai đoạn bệnh thì sao? Ta thấy rằng nhìn chung các nghiên cứu thế giới đều thấy rằng các phẫu thuật nếu được kết hợp với các phương pháp điều trị khác đúng theo phác đồ, ví dụ hóa trị xạ trị đúng phác đồ, thì đối với ung thư phổi giai đoạn sớm giai đoạn 1 ấy thì 60-80% sống được đến ngoài 5 năm. Còn giai đoạn 2 thì 25-50% và giai đoạn 3A thì 25-40% sống được ngoài 5 năm. Đối với trường hợp mà không thể phẫu thuật, thông thường ấy, giai đoạn 3B giai đoạn 4 ấy thì tỷ lệ sống sang dưới 5 năm, mặc dù có điều trị hóa trị bằng xạ trị chỉ dưới 10%. Đây là cái hình ảnh minh họa, nó thấy rằng cái u thủy trên ở phổi phải, chúng ta sẽ thông thường chúng ta sẽ cắt cái thủy trên này
và chúng ta nạo vét hạch ở các cái trung thất tương ứng với cái phần phổi bên bên phải và vùng ngã ba khi phế quản. Về mặt kết quả phẫu thuật theo kỹ thuật điều trị thì có nhiều nghiên cứu, nhiều kết quả. Tuy nhiên chúng tôi chọn giới thiệu ở đây một cái nghiên cứu trên số lượng bệnh nhân rất lớn của tác giả ở Trung Quốc 2018 trên đa trung tâm trên 16.819 bệnh nhân. Người ta đã so sánh các kỹ thuật cắt phổi, ba kỹ thuật cắt phổi là cắt thùy, cắt phân thùy, cắt hình chêm theo kích thước khối u cho giai đoạn 1A, tức là T1N0M0 đối với ung thư phổi không tế bào nhỏ. Xét về cái gì? Xét về cái tỷ lệ sống sót sau mổ, tỷ lệ sống sót tổng thể OS và tỷ lệ sống sót đặc hiệu cho ung thư phổi LCSS. Thì thấy rằng đối với trường hợp u mà dưới 1 cm ấy, thì tỷ lệ sống tổng thể của cắt thùy phổi tốt hơn là cắt hình chêm, nhưng không có sự khác biệt về tỷ lệ sống sót của ung thư phổi giữa ba nhóm với nhau, tức là đối với u rất nhỏ thì là tỷ lệ nó tương tự. Còn u từ 1,1 đến 2 cm ấy, thì cắt thùy phổi và cắt phân thùy phổi thì có tỷ lệ sống sót sau mổ ung thư giống nhau, nhưng mà tỷ lệ sống tổng thể của hai cái này tốt hơn là cắt phổi hình chêm. Còn đối với u từ 2,1 đến 3 cm ấy, thì hiện tại nói chung người ta không còn chỉ định của cái cắt phân thùy và cắt hình chêm nữa, và đối với trường hợp này người ta cắt thủy phổi một cách hệ thống. Và cái kết quả sau mổ dựa theo nghiên cứu này thấy rằng là cái tỷ lệ sống tổng thể và tỷ lệ sống sau mổ ung thư của cái cắt thủy phổi đều tốt hơn hai kỹ thuật kia. Như vậy để kết luận, tác giả đưa ra có ba kết luận chính. Như vậy là đối với ba kỹ thuật mổ đối với ung thư phổi tế bào nhỏ, tức là 1A khi u mà dưới 1 cm thì cả ba kỹ thuật này tương đương nhau. Đối với u từ 1,1 đến 2 cm ấy, thì chỉ định là cắt thủy và cắt phân thủy phổi, đó, cắt thủy phổi. Còn đối với trường hợp từ 2,1 đến 3 cm thì chủ yếu chúng ta vẫn là cắt thủy phổi. Còn trường hợp nào không thực hiện được chúng ta mới dùng hai biện pháp kia, nói chung là cắt thủy phổi. Tiến bộ về mặt chỉ định phẫu thuật thì đối với trường hợp ung thư phổi tế bào nhỏ thì sao? Ung thư phổi tế bào nhỏ là cái mà chúng ta vẫn nói là không có chỉ định mổ vì nó rất ác tính, chiếm có 15% thôi, rất ác tính, tiên lượng rất xấu, và chính vì vậy trên các điều trị, các lựa chọn điều trị rất hạn chế. Có những cái nghiên cứu cách đây hơn 40 năm, năm 1960, năm 1980 để cho thấy rằng là đối với ung thư phổi tế bào nhỏ thì kết quả rất xấu khi phẫu thuật, kể cả phẫu thuật sâu, ngay cả giai đoạn rất sớm. Chính vì vậy nên sau đó thì nói chung quan điểm chung của thế giới là người ta không khuyến khích phẫu thuật cho trường hợp ung thư phổi tế bào nhỏ. Tuy nhiên là trong 40 năm gần đây có nhiều tác giả đã cố gắng chứng minh, tìm cái tính khả thi xem là liệu trong cái cách tiếp cận đa phương thức thì việc kết hợp anh phẫu thuật cộng với hóa trị và xạ trị đối với ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn sớm ở bệnh nhân được chọn lựa cẩn thận ấy, thì liệu có khả dĩ không. Người ta đã nghiên cứu ở trên cái số lượng mà bệnh nhân được chọn lựa giai đoạn sớm ấy, ung thư phổi tế bào nhỏ ấy, nó chiếm chỉ 5-7% thôi. Người ta nghiên cứu trên cái nhóm này xem có hiệu quả làm sao, thì thấy rằng cái phẫu thuật chuẩn là phẫu thuật cắt thùy và nạo vét hạch rộng rãi các hệ thống ấy, thì mang lại cái tỷ lệ sống thêm 5 năm lên tới 50%, dao động tùy theo nghiên cứu từ 36-63%. Như vậy là tốt hơn rất nhiều so với chúng ta không phẫu thuật. Chính vì vậy cho nên là mặc dù chưa có sự đồng thuận hoàn toàn hoặc chưa có hướng dẫn giữa các cái nhà chuyên ngành ung thư và chuyên ngành ngoại khoa, tuy nhiên cái phẫu thuật được khuyến nghị trong trường hợp ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn sớm được chọn lựa cẩn thận. Tuy nhiên nó không phải là giải pháp điều trị triệt để, mà nó chỉ được coi là một trong những giải pháp điều trị đa phương thức điều trị cho nhóm bệnh này thôi. Còn đối với tiến bộ về mặt chỉ định phẫu thuật đối với các cái phẫu thuật nó tế bào ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn muộn, giai đoạn 3B, giai đoạn 4 thì ra sao? Thế thì cũng có nhiều nghiên cứu trên thế giới về cái lĩnh vực này, thì thấy rằng người ta thấy rằng là đối với ung thư phổi tế bào không tế bào nhỏ giai đoạn muộn thì chúng ta bảo là chúng ta không mổ, vậy thì điều trị bằng hóa trị, bằng hóa trị xạ trị và điều trị giảm nhẹ, điều trị đích rồi điều trị bằng miễn dịch. Tuy nhiên là nếu chọn lựa cẩn thận thì cái việc mổ cắt cái phần phổi có u đi cộng với các phương pháp điều trị kia thì liệu có hiệu quả cho người bệnh không? Thì thấy rằng là mặc dù là nếu vì làm sao, vì nếu chúng ta không mổ ấy, thì tiên lượng người bệnh rất xấu và cái việc sống sót người bệnh chỉ tính bằng tháng thôi. Thế thì người ta đã thực hiện cái phẫu thuật này và thấy rằng là so với cái tỷ lệ sống nếu mà không làm gì cả thì mức chỉ 4-6% sau 5 năm ở cái người bệnh mà giai đoạn muộn. Thì thấy rằng nếu phẫu thuật ở bệnh nhân chọn lựa kỹ càng với các cái yếu tố điều trị sau mổ bằng hóa trị xạ trị hợp lý thì có thể kéo cái tỷ lệ sống 5 năm lên tới 30-50%. Có vẻ rất rõ ràng có một số nhóm bệnh nhân được chọn lựa kỹ càng.
Và người ta nhận thấy rằng là đối với trường hợp mà có di căn xa thì một ổ là tốt, nhiều ổ là không tốt. Và nếu có một ổ di căn xa thì tiên lượng nó còn tốt hơn là nếu có di căn hạch trung thất nhóm N2 hoặc là u xâm lấn thành ngực màng tim mạch máu thì lại còn kết quả tồi hơn nếu có một ổ di căn xa. Tức là người ta vừa cắt cái ung thư phổi, vừa sau đó thì giải quyết các cái ổ di căn xa thì kết quả sau mổ nó được tốt hơn và thời gian sống bệnh nhân có thể kéo dài hơn. Kỹ phẫu chính vì vậy cho nên là đối với giai đoạn muộn ung thư phổi không tế bào nhỏ thì phẫu thuật vẫn được coi là giải pháp điều trị giảm nhẹ và nằm trong một pháp đồ điều trị đa phương thức, chọn lựa kỹ càng có thể triển khai phẫu thuật cho người bệnh. Đối với các tiến bộ về chỉ định phẫu thuật đối với ung thư phổi rất sớm thì sao? Giờ rất sớm giai đoạn T0 chưa hình ảnh của u, rồi giai đoạn gọi là kính mờ GOO ground glass opacity thì sao? Thế thì có nhiều nghiên cứu trên thế giới về lĩnh vực này rồi. Tôi đưa ra đây một nghiên cứu tương đối sớm 2013 của một tác giả ở Đài Loan với số lượng nghiên cứu tương đối lớn. Thì thấy rằng là nghiên cứu trên 256 bệnh nhân với 308 tổn thương ở phổi hình kính mờ đã được tiến hành phẫu thuật cắt phổi. Tất nhiên là cắt đây là người ta cắt wedge, cắt theo hình cắt hình trêm hoặc cắt phân tùy thôi chứ không cắt phải cắt thùy. Thế thì thấy rằng là gì? Thấy rằng là đây là một số cái hình ảnh, nó thấy rằng đây là cái hình ảnh kính mờ. Thấy là cái vùng mờ, tức là cái vùng mờ của phổi nhưng vẫn nhìn thấy cấu trúc ở bên dưới các phế quản và các mạch máu bên dưới kính mờ như chúng ta hà hơi thổi với tính nó mờ như này này. Thế thì người ta thương được kính mờ này được chia làm 3 giai đoạn, 3 loại. Loại A tức là chủ yếu là hình ảnh kính mờ. Loại B thì kính mờ nhưng mà có bắt đầu có nhân hình ảnh nhân đặc, nhưng cái hình ảnh kính mờ vẫn đại diện nhiều hơn. Cái loại C tức là cũng kính mờ nhưng cái hình ảnh nhân đặc rõ hơn là cái hình ảnh kính mờ. Đấy là ba cái nhóm ở giai đoạn này. Thì là người ta tìm thấy rằng là có được 206 người ung thư phổi, trong đó phần lớn là ung thư biểu mô tuyến, còn một số nữa là ung thư phế quản phía nam, đúng không ạ? Thế thì ở giai đoạn 1 thấy rằng là phân độ ung thư giai đoạn 1 chiếm 94%, trong đó chủ yếu là 1A 88%. Thế thì tỷ lệ mắc bệnh thì đối với các cái ba cái thể của loại kính mờ loại A lại B loại A lại B lại C ấy, thì tỷ lệ mắc bệnh ung thư phổi biểu mô tuyến ấy nó tăng dần theo mức độ đặc độ khối u, tức là loại A thì có 14%, loại C thì 63% và nốt 63%. Nhưng ngược lại đối với ung thư phế quản phế nang ấy thì nó ngược theo chiều ngược lại. Và tỷ lệ mắc ác tính nói chung 67% và tất cả các nốt được cắt bỏ, tức là nếu trường hợp nốt mà có thấy nốt rồi thì tỷ lệ ung thư của nó khá cao, chiếm đến 67%. Những nghiên cứu của những tác giả về sau này có kinh nghiệm hơn thấy rằng là những trường hợp kính mờ giai đoạn A này người ta chỉ định rộng rãi hơn rất nhiều. Và cái kết quả xét nghiệm mà cho thấy ung thư phổi tăng lên rất rõ, lên 20%, 25%, thậm chí có tác giả tăng lên gần 30%. Những trường hợp nếu được chọn lựa kỹ càng, những trường hợp tiếp A như thế này, cắt ra ung thư phổi. Chính vì vậy cho nên là cái việc mà chỉ định mổ đối với thương tổn kính mờ gần đây rất rộng rãi, và cái phương pháp điều trị có hai phương pháp chính, một là cắt hình trêm, hai là cắt phân thủy phổi, được áp dụng cái tương đối rộng rãi ở trên các trung tâm phẫu thuật lồng ngực lớn trên thế giới. Đối với trường hợp mà phải mổ ung thư phổi giai đoạn sớm là 1A hoặc giai đoạn kính mờ thì hiện tại bây giờ rất nhiều trung tâm trên thế giới đa số là người ta tiến hành bằng phẫu thuật nội soi lồng ngực. Thế thì đối với trường hợp mà thương tổn như thế này, kể cả mổ mở, thì chúng ta khi mà mổ mở xác định khối u ấy, thông thường là các phẫu thuật viên sẽ sờ vào cái nhu mô phổi tìm khối u, xác định định vị vị trí chính xác để cắt cho nó chuẩn. Tuy nhiên nếu trường hợp giai đoạn sớm như này thì kể cả mổ mở chúng ta sờ cũng không thấy được khối u. Đây là chúng ta mổ nội soi hoàn toàn các dụng cụ thì làm sao biết khối u nằm đâu được và làm sao cắt chính xác cái vùng phổi có u được. Chính vì vậy để mà có thể tiến hành mổ trường hợp này á, thì người ta phải có các biện pháp đánh dấu cái vị trí khối u trước khi mổ để chọn lựa vị trí đứng trên YouTube và đúng cái vị trí khối u. Thế thì cái phương tiện là người ta sử dụng cái chụp các lớp vi tính đa dãy đánh dấu vào cái ngày trước mổ, tức là đánh dấu trước khi mổ tiến hành cắt phổi. Cái việc đánh dấu này thì làm sao, cái vị trí đánh dấu là sát cạnh u, nhưng không được chọc vào u nhưng phải sát cạnh nó để cắt cái phần đi đúng là cắt vào u. Thứ hai là cái đánh dấu làm sao mà khi mổ nội soi là người có thể nhìn được ở trên màn hình nội soi, biết cái chỗ đây là chỗ phần phổi có u để chúng ta cắt. Thế rồi là không được làm thay đổi cái hình dạng u, không được làm tổn thương cái tế bào u, làm thay đổi vô bệnh học sau mổ không được làm. Và cái nếu mà hóa chất thì cái thời gian tồn tại hóa chất đó đủ thời gian để bệnh nhân can thiệp đánh dấu xong quay về rồi hôm sau đi mổ cho người bệnh vẫn nhìn được cái đấy được, tồn tại được, không phải là tiêu ngay giống như tiêm vào tĩnh mạch được. Thế thành đấy là những yêu cầu. Và cái chất liệu đánh dấu thì người ta có bằng hóa chất hoặc là bằng dây kim loại, nhiều thứ khác, hóa chất như xanh methylene. Đây là trên hình ảnh, thấy rằng là hình ảnh CT này là người ta đang đánh dấu cái
người ta đang chọc cái kim vào cái vị trí cạnh cái vùng kính mờ này, người ta tiêm thuốc vào đấy, tiêm thuốc vào đấy, và sau đó khi mổ ra thì thấy rằng là cái hình xanh metilen, hình màu xanh đây, mà người ta sẽ cắt phần xanh đi thì người ta cắt cái phần phổi có u ở bên trong đi. Đây cái slide này thấy rằng đây là các cái loại chất mà dùng đánh dấu, rất nhiều thuốc khác nhau, ví dụ methylene blue là cái chúng ta vừa nói đấy. Thế rồi các cái dây kim loại hút chẳng hạn, vân vân, tất cả cái vật liệu bằng hóa chất hoặc vật liệu đó, trong đó có tính ưu điểm và tính nhược hạn chế của mỗi cái vật liệu này khác nhau, dùng để đánh dấu cái khối u ở giai đoạn sớm để cắt phổi. Ở Việt Nam thì sao? Về mặt phẫu thuật và chỉ định phẫu thuật chúng ta làm sao? Thì cho đến bây giờ cái số lượng chúng ta mổ thì cũng khá nhiều rồi, nhưng hầu hết người bệnh đều đến ở giai đoạn đều được mổ giai đoạn 2, giai đoạn 3A, tức là giai đoạn không còn sớm nữa. Chính vì vậy trên cái phẫu thuật chúng ta thực hiện là cắt thủy phổi là chính và não vết hạch. Cái cắt phân thủy phổi ấy, một phần là vì do giai đoạn sớm mới áp dụng, thứ hai là quả thực là nó cũng không phải là dễ dàng áp dụng trong cái điều kiện cái phẫu thuật lồng ngực nó mới phát triển. Chính vì vậy cho nên cũng chưa thực sự phát triển rộng rãi ở Việt Nam với cái cắt phân thủy phổi. Thế rồi cái cắt phổi hình chêm ấy, thì mặc dù rất đơn giản kỹ thuật cũng rất khó, tại vì cái đó chỉ dành cho giai đoạn kính mờ, giai đoạn 1A thôi. Thế thì cái đấy chúng ta lại rất ít bệnh nhân do công tác tầm soát, và chúng ta ít, và thậm chí có thấy được, có giải thích cho bệnh nhân mổ, nhiều trường hợp từ chối vì chúng ta vẫn chưa khẳng định được có u hay không có u cả. Và nhất là chúng ta chưa phát triển kỹ thuật đánh dấu ở trong nước, thành ra là kể cả chúng ta phát hiện ra chúng ta không làm sao biết mổ cho nó chuẩn được, vì không biết chỗ nào có u khi chúng ta mổ nội soi ra cả. Cái đó cần phải phát triển sớm trong thời gian tới. Một cái đặc điểm nữa là các số lượng điều trị ung thư phổi chúng ta còn khá nhỏ lẻ. Đơn vị nào biết đơn vị ấy, chưa có sự liên kết phối hợp giữa các trung tâm với nhau, giữa các chuyên ngành với nhau để có được con số từ chẩn đoán điều trị đến kết quả sau mổ cách bài bản. Và có cái lĩnh vực ung thư phổi tế bào nhỏ thì thế giới có những nghiên cứu, tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta cũng chưa có những nghiên cứu nào nói về phẫu thuật ung thư phổi tế bào nhỏ cả. Đấy là chúng ta hiệu quả điều trị ra làm sao, ta cũng phải tính đến là một trong những hướng đi trong thời gian tới. Một cái điểm nữa đó là đúng nữa, đối với ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn muộn, giai đoạn 3B, giai đoạn 4 thì gì là sao? Thì chúng ta đã bắt đầu áp dụng cái này điều trị vào hôm nay rồi, nhưng còn mang tính cá thể. Ví dụ như ở Việt Nam chúng tôi bắt đầu áp dụng một số trường hợp có giai đoạn 4, có u phổi khu trú, có di căn xa, thì chúng tôi có thể mổ cắt u phổi, thủy phổi, sau đó cắt u ở cái vùng di căn, ví dụ như là não chẳng hạn thế. Ở một số trường hợp rất ít bệnh nhân thôi, nhưng mà có bắt đầu thực hiện, tuy nhiên vẫn còn mang tính cá thể. Còn về cách thức tiếp cận ngoại khoa thì làm sao? Có rất nhiều cách thay đổi về cách thức tiếp cận ngoại khoa trong những năm vừa rồi. Đầu tiên chúng ta là mổ mở truyền thống, cái này có được hàng chục năm rồi và hiện tại vẫn còn được sử dụng. Tuy nhiên người ta không phải là mổ mở kinh điển nữa và kết hợp với các điều trị đa mô thức để làm cho cái hiệu quả điều trị, hiệu quả phẫu thuật nó cao lên. Cái đường mổ này là đường mổ rộng rãi, việc mổ hoàn toàn là mắt thường phẫu thuật viên với các dụng cụ phẫu thuật thông thường. Các nước trên thế giới vẫn thực hiện, đặc biệt các nước ở vùng châu Âu vẫn còn nhiều nước vẫn sử dụng cái quan điểm này. Vậy thì cái việc sử dụng cái đường mổ này không là tùy quan điểm thói quen, và cái khi mà chúng ta làm tốt ý, thì cái hiệu quả, tức là chúng ta đủ để giải quyết tất cả các cái dạng u phổi, mổ khó mà mắt thường chúng ta giải quyết được rất tốt. Tuy nhiên là cái nhược điểm của nó là cái việc cắt cơ dị yếu thành ngực, và đặc biệt là cái sẹo lại nó sẽ to và dài hơn, là những cái hạn chế của phẫu thuật. Tuy nhiên là cái việc thực hiện hiệu quả điều trị đối với ung thư phổi cao nhất vẫn là cắt được sạch u não vết hạch và giải quyết cái thời gian sống lâu dài cho bệnh nhân nó tốt. Thành ra cái điện đó vẫn là cái quan điểm tùy theo thói quen. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta theo xu hướng ít xâm lấn, cho nên là cái đường mở ngực rộng như thế này gần như là được đã bị bỏ trong các trung tâm phẫu thuật lồng ngực trong những năm gần đây. Thành ra là đối với nhiều phẫu thuật viên trẻ hiện tại bây giờ cái việc mở ngực còn khó hơn rất nhiều so với mổ nội soi vì chưa quen. Đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận cách đây mấy năm ở cái trung tâm phẫu thuật lồng ngực rất lớn ở thủ đô Paris của Pháp, ở bệnh viện Georges Pompidou. Một cái khoa phẫu thuật ghép phổi và phẫu thuật lồng ngực thì thấy rằng là người ta vẫn áp dụng chủ yếu cái phẫu thuật mổ kinh điển, đường mổ rất rộng. Các bạn thấy cái hình ảnh một bà này, bà cụ 82 tuổi, cái đường mổ rộng. Tôi tham dự trực tiếp một cái khóa đào tạo về cái giảm đau sau mổ cũng như là tham quan về cái ghép phổi ở bệnh viện, thì đã tham dự khóa này và thấy rằng là người ta áp dụng các kỹ thuật điều trị phối hợp đa mô thức rất là tốt đối với trường hợp này. Người ta vẫn mổ rộng. Đây là đường vết mổ, người ta đang massage cái vết mổ. Đây là người ta nhĩ châm, chứ không phải châm vào châm cứu như mình, mà người ta dán lên tai ở những cái loại thuốc đông y dân tộc nhất định, thuốc nhất định, và để cho làm cho cái cho bệnh nhân dễ thở hơn, rồi giảm tiết đầm rãi và giảm đau sau mổ cho người bệnh. Đây là cái trong lớp học người ta giới thiệu. Thế còn đây là bệnh nhân, ông này ông cụ 76 tuổi mới mổ chưa được 2 ngày và bệnh nhân đã đi lại trong hành lang tập và tập chống đẩy với cái dẫn lưu đi theo, sách hai chân dẫn lưu đi theo như thế này. Bạn thấy rằng là cái vật lý trị liệu của họ làm hết sức tốt.
Đây là ông cụ đó khi mà vào phòng lý luận và vật lý trị liệu, người ta đang chuẩn bị massage cho người bệnh. Có một cô nhân viên thì ngồi trước nói chuyện với cụ và người nhân viên phía sau là làm các cái động tác massage ở trên quanh vết mổ. Đấy, người thấy rằng là cái bây giờ cái động tác massage rất là mạnh trên vết mổ và làm cho bệnh nhân rất là dễ chịu. Và sau đó ông ấy sẽ đi lại, ông tập cho hành lang rất là nhiều, bạn thấy, phải không ạ? Đấy. À, đây là cái hình ảnh khác, các bà cụ 82 tuổi đang tập chống đẩy hành lang, các bạn thấy không? Mới mổ chưa đến hơn 2 ngày thôi, đã tập chống đẩy như thế này rồi. Thế và chúng ta sẽ thấy được cái hình ảnh, một cái hình tiếp theo nữa cũng rất rất gây là gây gây là gây ngạc nhiên là chúng tôi trong vấn đề là điều trị bệnh sau mổ. Đó. Có thể áp dụng kỹ thuật này để dùng cho bệnh nhân được. Thế thì thế giới người ta cũng ít áp dụng, tuy nhiên cái này ở Việt Nam chúng ta là giai đoạn chuyển tiếp giữa mổ mở nội soi, và chúng ta có một thời gian chúng ta sử dụng khá nhiều trong vài năm gần đây, nhưng mà đã giảm đi rồi. Nhưng trước đây chúng ta có thời gian đoạn chúng ta sử dụng khá nhiều cái đường mổ như thế này. Một cách tiếp cận nữa là phẫu thuật hoàn toàn bằng nội soi hoàn toàn bằng cái nhiều cổng nhiều lỗ khác nhau. Thế thì đây là cái phẫu thuật ít xâm lấn, đúng không ạ? Cái phẫu thuật này rất phát triển trên thế giới từ khoảng 15 20 năm nay, và Việt Nam từ hơn 10 năm nay. Tất cả các cái dụng cụ đưa vào nội soi, có cái lỗ này cổng đưa vào qua cái nội soi hoàn toàn và nhìn qua một cái nội soi. Cái này thì rất phù hợp với các cái kíp mổ trẻ và quen phẫu thuật nội soi, được đào tạo phẫu thuật nội soi thì rất là tốt cho phẫu thuật, và cũng có thể mổ được nhiều thể bệnh phức tạp trong ung thư phổi, à, nhiều thể bệnh trong ung thư phổi. Tuy nhiên đối với thể bệnh quá phức tạp cũng khó áp dụng, và trên thế giới thì vẫn đang thịnh hành cái này, còn ở Việt Nam vẫn được còn sử dụng, mặc dù bây giờ có một cái chu kỹ thuật mới nữa rồi, nhưng cái chuẩn này vẫn còn được sử dụng, vẫn còn được sử dụng ở một số trung tâm phẫu thuật lồng ngực ở Việt Nam. Bạn thấy rằng rất nhiều các cái lỗ vào khác nhau, đó, có dụng cụ đưa vào vết mổ. Một cái phẫu thuật, một cách tiếp cận ngoại khoa nữa, đó là phẫu thuật nội soi hỗ trợ VAS, kỹ thuật tương đối mới bây giờ, nhiều nơi áp dụng, thế giới đang thịnh hành mà Việt Nam vẫn đang phổ biến, rất phổ biến. Đó là người ta dùng một cái đường rạch da nhỏ thôi, dưới 8 cm thôi, sau đó không có dùng banh ngực mà dùng cái bọc vết mổ đưa thế này. Và ngoài ra thì có thể thêm dù thêm một vài cái lỗ nữa để đưa các cái dụng cụ, đưa được camera, đưa một vài phẫu thuật qua, và cái dụng cụ mổ chính thì đưa qua cái lỗ này và thao tác. Thế thì cái dụng cụ cái đây là cái phẫu thuật tương đối tốt, cho phép giải quyết nhiều cái nhóm bệnh khác nhau của ung thư phổi và làm cho các kíp mổ mở rất dễ thực hiện với cái này, tương đối quen với cái này và rất dễ thực hiện. Một cách tiếp cận ngoại khoa gần đây nữa đó là một đường rạch duy nhất, một đường rạch duy nhất và không banh vết mổ, dùng cái bọc vết mổ đưa này và tất cả dụng cụ ngoại khoa đưa qua cái này. Thế vì cái diện tích này rất là nhỏ và hẹp, cho nên là người ta phải có các cái dụng cụ phẫu thuật nội soi lồng ngực một lỗ chuyên dụng, tức là cái việc mở đóng cái dụng cụ này nó là đúng cái là ngay ở đầu và cuối thôi, và cái đoạn bộ toàn bộ cái trục này đi qua vết mổ là không mở đóng ở đây, cho nên tạo cái phẫu trường đủ để chúng ta đưa nhiều dụng cụ đi qua, 3 4 5 dụng cụ đi qua cái lỗ này, một cái lỗ duy nhất. Thì đây là cái phẫu thuật mà được áp dụng tương đối là đang phát triển rất nhanh trên thế giới trong những năm vừa rồi, và ở Việt Nam, ở Việt Đức chúng tôi đã bắt đầu áp dụng khoảng 3 4 năm trước, và hiện tại tương đối là phổ biến ở bệnh viện, rất phổ biến ở bệnh viện, như là bắt đầu áp dụng ở một số trung tâm phẫu thuật khác. Đối với các cái dụng các cái lỗ vào này có hai dạng, những cái sản phẩm ban đầu ấy, thì nội soi một lỗ như này ấy, thì người ta dùng một cái ống đưa vào, một cái troca đưa vào, với cái nhiều lỗ khác nhau đưa dụng cụ vào. Nhưng còn sau đó người ta cái này người ta bây giờ ít dùng rồi, chủ yếu bây giờ người ta đưa một lỗ này mà các dụng cụ đưa qua chung cái lỗ này, và không cần những cái dụng nữa. Và đây là kỹ thuật này là hiện tại đang rất phổ biến. Một cái tiến bộ nữa về cách thức tiếp cận ngoại khoa nữa đó là cái phẫu thuật nội soi bằng robot, phẫu thuật nội soi bằng robot. Thì phẫu thuật robot là phẫu thuật mà thực sự phát triển trên thế giới được khoảng 10 năm gần đây, và hiện tại bây giờ cũng đang rất phát triển rất mạnh trên thế giới trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó phẫu thuật lồng ngực, phẫu thuật cắt u phổi. Đây là phẫu thuật ít xâm lấn với cái đầu tư rất lớn, cái dàn robot rất là đắt, hàng trăm tỷ, và tất cả các cái thao tác này dưới màn hình robot. Cái dụng cụ đó là dụng cụ đặc biệt để dành cho phẫu thuật robot, và các người mổ cần phải được đào tạo về cái phẫu thuật robot này. Và thế giới bây giờ cũng đang phát triển nhanh, ở Việt Nam thì cho đến nay có bệnh viện Chợ Rẫy đã có phương tiện để mổ cái này bằng robot, và vì cái đầu tư đắt cho nên là
cái đầu tư của Việt Nam nó còn hạn chế, nó hành động nhiều. À, thấy rằng đây là bàn mổ, người mổ đây và có một cô dụng cụ viên hoặc là y tá gì đấy hoặc là kỹ thuật viên hỗ trợ cho cái người mổ trong vấn đề lắp đặt các cái dụng cụ này. Chứ còn người mổ là ngồi ở cái máy cách bàn mổ xa và điều khiển qua cái máy này, và đây là các cái dụng cụ đưa vào người bệnh nhân trong quá trình mổ robot, đưa vào người qua các cái lỗ rạch giống như là mổ để xoay nhiều lỗ, nhiều cổng. Một cái tiến bộ nữa là tiến bộ về cách thức gây mê và giảm đau sau mổ. Thế thì còn đây là những tiến bộ cùng kèm theo với cái tiến bộ về ngoại khoa, thì các cái chuyên ngành khác cũng tiến bộ cùng theo. Về gây mê thì thứ nhất là về phẫu thuật nội soi lồng ngực là người ta có những cái tiến bộ, ví dụ như là các gây mê nông dù bằng mắt thanh quản, không đặt nội quản bằng dùng mắt thanh quản gây mê nhưng mổ nó không quá nặng, hoặc là những trường hợp mà cắt GOO chẳng hạn, GGO ung thư phổi giai đoạn bóng kính mờ hoặc giai đoạn 1A chẳng hạn, đấy thì ký có thể dùng mắt thanh quản hoặc là thậm chí tự thở oxy với gây mê nông không đặt nội quản có thể tiến hành mổ được. Ở Việt Đức chúng tôi đã bắt đầu áp dụng kỹ thuật này và đã có hai cái báo cáo, một cái báo cáo ở cái tạp chí trong nước về cái kết quả này, một cái báo cáo khác ở tạp chí quốc tế về cái innovation về cái kỹ thuật này. Sau khi các bạn đã đi học ở bên Đài Loan về đã áp dụng rất là tốt cho trường hợp mà phẫu thuật không quá nặng. Về mặt giảm đau ấy thì chúng ta có áp dụng nhiều kỹ thuật mới, ngoài cái việc gây tê ngoài màng cứng là cái tương đối là kinh điển rồi. Thì các cái việc gây tê ở thần kinh liên sườn rồi đã rất là thực hiện rất là hệ thống, ví dụ như ở Việt Đức chúng tôi bây giờ thường xuyên sử dụng phong bế thần kinh liên sườn 3 đến 8 trong cuối cuộc mổ chúng ta phong bế để giảm gây một cái giảm đau sau mổ rất là tốt cho người, đặc biệt trong những tuyến đầu sau mổ để tránh cái hạn chế hô hấp cho người bệnh. Hoặc là các cái điều trị đa mô thức như tôi nói ở trên, các cái khóa đào tạo cho người bệnh về giảm đau, về đau cũng như là các cái tập lý liệu pháp cho bệnh nhân được biết trước khi phẫu thuật để người ta phối hợp với thầy thuốc của chúng ta để chăm tập lý liệu pháp hô hấp sau khi mổ. Hoặc là cái khóa các cái phương pháp vật lý trị liệu rồi kết hợp y học cổ truyền như tôi đã trình bày ở trên làm cho bệnh nhân giảm đau rất tốt sau khi mổ mà không cần phải dùng thuốc. Đấy thì tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta thì do cái quan điểm nhất định nên là vẫn chủ yếu là sử dụng các can thiệp có dùng thuốc tiêm để giảm đau cho bệnh nhân. Thế còn những cái biện pháp khác chúng ta chưa được thực hiện tốt. Thì tôi hy vọng thời gian tới ở các trung tâm phẫu thuật lồng ngực sẽ bắt đầu thực hiện những cái này, ví dụ như tổ chức những khóa đào tạo người bệnh trước mổ, người ta hiểu những khó khăn sau mổ, ta phối hợp với chúng ta, rồi ứng dụng các cái phương pháp vật lý trị liệu tốt hơn vào cho người bệnh để làm sao giúp cho việc giảm các cái thuốc đường tĩnh mạch, các cái thuốc giảm đau trung ương sau mổ cho người bệnh. Đây là hình ảnh minh họa tiêm thuốc giảm đau cho khi mà người bệnh mà luồn cái catheter vào trong cái vùng vết mổ để mà vùng để mà gây giảm đau cho mổ, hoặc là chúng ta sẽ sau khi cuối cùng mổ chúng ta sẽ dùng kim tiêm thuốc tê vào bờ dưới các cái khoang lên sườn ở đây để gây một cái giảm đau sau mổ cho người bệnh. Ở đây là tiến bộ nữa, là tiến bộ có thể nói được là tiến bộ về phương tiện vật tư phẫu thuật. Phương tiện vật tư phẫu thuật thì có rất nhiều, trong đó các cái dụng cụ phẫu thuật mà người ta có những cái dụng cụ phẫu thuật chi tiết hơn, qua quá trình là sử dụng người ta thấy rằng có những cái dụng cụ cần phải chiều cong này, chiều cong kia, gấp góc thế này, dụng cụ mà người ta đã, các nhà sản xuất đã chế những cái dụng cụ phẫu thuật chi tiết và sử dụng hơn, đặc biệt là phục vụ phẫu thuật nội soi lồng ngực, nhất là trong phẫu thuật nội soi lồng ngực cụt lỗ, rồi phẫu thuật với robot, phẫu thuật với các cái ống kính optic nhỏ, góc quay, góc mở lớn, rồi phẫu thuật với hình ảnh 3D, rồi hình ảnh Full HD, là những cái trang thiết bị rất là hiện đại, rất là mới trong những năm vừa rồi giúp cho người mổ thuận lợi rất nhiều trong quá trình phẫu thuật. Rồi chúng ta cũng có những sự tiến bộ về vật tư tiêu hao, ví dụ như các cái loại stapler, các cái loại khâu nối tự động hình thù khác nhau phù hợp với mạch máu, với phế quản, với nhu mô phổi khác nhau. Chúng ta có những cái dụng cụ để cầm máu, có những dụng cụ để keo để mà bọc, để mà phủ lên những cái vùng diện phát phổi đỡ dò khí. Rồi chúng ta có cái bọc vết mổ che tốt, rồi có những cái túi đựng bệnh phẩm để lấy ra khỏi vết mổ, nhưng tránh cái va chạm vết mổ vân. Rất nhiều cái kỹ thuật này phát triển vật tư tiêu hao làm cho thuận lợi hơn và an toàn hơn phẫu thuật. Và chính sự phát triển cái vật tư này nó giảm đáng kể cái thời gian phẫu thuật cũng như là cái hiệu quả phẫu thuật tốt hơn nhiều. Cái hình bên cạnh là cái dụng cụ phẫu thuật nội soi một lỗ ở Việt Đức chúng tôi đã được đầu tư cũng khá đắt, hơn 1 tỷ, và với dụng cụ này chúng tôi đã thực hiện rất tốt phẫu thuật nội soi lồng ngực một lỗ hiện tại, trong đó phẫu thuật ung thư phổi. Đây là dụng cụ cái stapler, một cái ví dụ mà thấy rằng là cắt nối khâu tự động với rất nhiều các cái màu, mỗi màu này là đại diện cho một cái loại nhu mô mà người ta sẽ phải cắt khác nhau. Đó. Đây là cái hình ảnh cắt hình trên, thấy rằng không thay vì phải cắt rồi khâu rồi dò khí như mọi khi thì chúng ta chỉ dùng 2 hoặc 3 cái dụng cụ stapler nó kẹp cái thì cái phần phổi được cắt đi và cái phần miệng cắt này rất an toàn, rất kín và rất là nhanh phục hồi cho người bệnh. Về mặt cũng có những nhiều tiến bộ nữa về mặt tổ chức, về mặt nhân lực, về mặt đào tạo trong cái điều kiện phát triển cái phẫu thuật lồng ngực của Việt Nam trong những năm vừa rồi. Thế thì cái phẫu thuật lồng ngực từ vài năm gần đây phát triển càng ngày theo hướng chuyên khoa sâu hơn. Trước đây là chúng ta nằm trong cái nhánh là tim mạch lồng ngực, còn bây giờ càng ngày càng chuyên khoa sâu hơn về cái nhánh lồng ngực.
tuy chậm hơn thế giới vài chục năm nhưng mà cũng đã bắt đầu phát triển ở chuyên khoa sâu này và bắt đầu được tổ chức, thậm chí có những tuyến tỉnh có bắt đầu tách từ cái chuyên khoa ra. Nhân lực thì tăng rất nhiều, chúng ta có hàng trăm phẫu thuật viên hiện ngày nay, so với 10 năm trước chỉ có khoảng 10-20 phẫu thuật viên, còn thì hiện tại chúng ta có được hàng trăm phẫu thuật viên về chất lượng ngực. Và công tác đào tạo thì bắt đầu chuyên khoa hóa, tất cả các trường đại học bắt đầu chuyên khoa hóa từ khoảng 3 năm năm nay rồi, đào tạo chuyên sâu về lồng ngực hơn thay với đào tạo chung trước đây. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, ví dụ như là chúng ta cũng chưa đồng bộ các chuyên ngành phụ trợ đi kèm theo lồng ngực, cũng còn có những cái tốt có những cái chưa tốt, các đơn vị vẫn còn mang tính chất nhỏ lẻ, chưa thống nhất các đơn vị phẫu thuật lồng ngực với nhau, và một số cơ sở y tế vẫn chưa được đầu tư đúng mực để phát triển phẫu thuật lồng ngực. Kết luận mà nói, có thể nói là phẫu thuật lồng ngực nói chung và phẫu thuật điều trị ung thư phổi nói riêng đã có những bước phát triển rất nhanh chóng từ gần 10 năm nay ở Việt Nam. Tuy nhiên, sự phát triển này vẫn chưa đồng đều và chưa mang tính hệ thống. Chúng ta cần phải tập trung hơn nữa để phát triển chuyên sâu hơn, bắt kịp xu hướng phát triển của khu vực và thế giới, cả về mặt năng lực chẩn đoán, về chỉ định phẫu thuật, về khả năng phẫu thuật, kỹ thuật mổ, rồi gây mê hồi sức trang thiết bị làm sao để bắt kịp với khu vực và thế giới. Và cần phát triển phẫu thuật theo một số hướng mới, ví dụ như là làm sao mà để mổ giai đoạn sớm hơn, mổ tiến hành các phẫu thuật giảm nhẹ cho ung thư giai đoạn muộn, ung thư tế bào nhỏ, rồi phẫu thuật nội soi một lỗ, rồi điều trị đa mô thức cho người bệnh, rồi phẫu thuật robot nếu có điều kiện, rồi liên kết điều trị với các đơn vị với nhau làm sao cái hiệu quả điều trị tốt hơn cho người bệnh. Vâng, chúng tôi đã xin phép được kết thúc cái bài trình bày của tôi. Trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các vị đồng nghiệp. Trân trọng cảm ơn.